Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với bản tin Hill News của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và bây giờ sẽ là một số tin tức đáng chú ý. Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố chính sách học phí mới cho tân sinh viên năm học 2021-2022. Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Hill đợt 1. Các tình nguyện viên của Hill ngày ra quân chống dịch. Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho hơn 15.000 thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó khăn vẫn khó khăn, nhưng với Hill không gì là không thể. Luôn thấu cảm với nỗi lo của các tân sinh viên và quý phụ huynh, Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa qua đã công bố chính sách hỗ trợ học phí cho tân sinh viên năm học mới 2021-2022, cụ thể như sau. 1. Mức học phí sẽ không thay đổi qua từng năm và đúng với mức học phí được công bố trên tài liệu tuyển sinh năm 2021. 2. Tân sinh viên được đóng học phí học kỳ 1 chia làm 2 lần, lần 1 đến trước ngày 30 tháng 8 hoặc 30 tháng 9, lần 2 của đợt 2 đều diễn ra sau 60 ngày kể từ ngày đóng lần đầu tiên. 3. 300 suất học bổng với mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho tân sinh viên nhập học sớm trước ngày 17 tháng 8. Và 4. Chính sách nhập học không tiền mặt, miễn phí không đồng, cho phép phụ huynh thanh toán qua ngân hàng với lãi suất trả góp 0% trong vòng 12 tháng. Cũng bởi ảnh hưởng bởi Covid-19, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Hill đợt 1 như sau. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 và thời gian thi tuyển dự kiến vào ngày 23 và ngày 24 tháng 9 năm 2021. Những lưu ý dành cho thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Hill tổ chức. Giấy báo dự thi, trường sẽ gửi qua email, thí sinh in giấy báo từ email để vào phòng thi và mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin. 2. Lưu ý bổ sung hồ sơ, bổ sung học bạ, phô tô, 3 hình thẻ 3x4 trước ngày 15 tháng 9 năm 2021. 3. Lệ phí thi tuyển 50.000 đồng cho một môn thi. Diễn ra vào đầu tuần, các bạn sinh viên khối ngành sức khỏe của Hill gồm các ngành điều dưỡng, răng hàm mặt, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, xét nghiệm y học, ngành y và ngành dược đã ra quân chống dịch, phòng chống dịch Covid đợt 2 của Bệnh viện Chợ Rẫy và Sở Y tế TP.HCM. Đội tình nguyện viên được chia thành 2 nhóm để hỗ trợ, đã có 74 sinh viên cùng giảng viên của Đại học Quốc tế Hồng Bàng tham gia chiến dịch lần này. Cùng ngày, hơn 20 tình nguyện viên của Hill cũng đã chính thức nhận nhiệm vụ chăm sóc các trẻ sơ sinh có bố mẹ mắc Covid-19 tại Bệnh viện Hùng Vương. Ngoài ra, vào ngày 12 tháng 8, có khoảng 30 tình nguyện viên của Hill cũng tham gia hỗ trợ y tế cho quận Tân Phú trong việc tiêm phòng vaccine. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các trường đại học cao đẳng sư phạm về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh dành chỉ tiêu xét tuyển thí sinh không thể dự thi hai đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông được đặc cách tốt nghiệp. Theo công văn này, 44 tỉnh thành có thí sinh được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố danh sách thí sinh chính thức được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở đào tạo thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng không thi trung học phổ thông, điều chỉnh bổ sung phương thức tuyển sinh. Dự kiến ngày 24 tháng 8 sắp tới, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sẽ được công bố. Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh và tổ chức phúc khảo bài thi nếu có, hoàn thành chậm nhất đến ngày 9 tháng 9. Cơ sở đào tạo sẽ thông báo kết quả xét tuyển trước 17 giờ ngày 4 tháng 9 với thí sinh dự thi đợt 2. Về kết quả xét tuyển đại học năm 2021, thí sinh đợt 2 lưu ý, thời gian xét tuyển thẳng là ngày 1 tháng 9. Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 3 tháng 9. Từ ngày 29 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 5 tháng 9, các thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học được điều chỉnh 3 lần bằng hình thức trực tuyến, điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực, thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ.